Diệt Long Đế Chương 2938, La Sát Hải. Trên một vùng đại địa hoang vu, một thần thuyền hoàng kim phi hành rất nhanh. Tốc độ của thần thuyền này quá nhanh, võ giả tam kiếp bình thường sợ là không thể bắt giữ bóng dáng của thần thuyền, cảm giác một luồng kim quang hiện lên, thần thuyền biến mất ở phương xa. Toàn thể thần thuyền này vàng rực, bao phủ trong một màn hào quang. Phía trước thần thuyền điêu khắc một mặt quỷ, thoạt nhìn rất quỷ dị. Thần thuyền thoạt nhìn không quá lớn. Không dài quá 10 trượng, trong khoang chỉ có 2-3 trượng. Nhưng trong thần thuyền lại có động thiên khác. Bên trong có một đại điện, còn có mấy thiên điện, mấy trăm phòng. Ưm! Ừ. Trong phòng, lục ly không ngừng hít khí lạnh. Thân thể hắn bị một loại thiết liên đỏ sậm trói buộc. Thiết liên liên tục phóng ra một loại năng lượng kỳ dị. Năng lượng này không chỉ nóng bức, còn cảm giác như kim đâm toàn thân, khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Đây là thiết liên rất nổi danh ở Tam Trọng Thiên, gọi là trấn ma liên, là chuyên dùng để trói buộc kẻ tù tội. Chỉ cần thần lực bị phong ấn, sau đó dùng thiết liên này trói buộc, gần như rất khó đào tẩu. Trấn ma liên liên tục không ngừng truyền năng lượng vào kẻ tù tội bị tra tấn. Khiến tinh lực thể lực của kẻ tù tội dần bị tiêu hao, căn bản không còn sức lực đào tẩu. Hơn nữa trấn ma liên phi thường chắc chắn, cho dù là võ giả tứ kiếp ở trạng thái toàn thịnh cũng rất khó giải khỏi, càng đừng nói lục ly. Thân thể lục ly bị ưng kỳ phong ấn, ngay cả khí lực nâng tay lên cũng không có, đừng nói đào tẩu, hắn ngay cả khí lực lớn tiếng hét lên cũng không có. Hắn giống như dòi bọ quỳ rạp trên mặt đất, thân thể hơi rung lên, gân xanh trên mặt hơi rung động, giống như sắp nổ tung, thoạt nhìn thật dữ tợn đáng sợ. Đời này hắn chịu quá nhiều thống khổ. Năng lực chịu đựng thống khổ của mạnh hơn người thường, nhưng loại tình huống này, hắn vẫn khó chấp nhận. Hắn đã ngất xỉu vài lần, mỗi lần đều bừng tỉnh sau thống khổ. Căn phòng này thật kín, ngoài trấn ma liên thỉnh thoảng phát ra hồng quang trong hôn ám, không còn ánh sáng nào khác. Nơi này im lặng đáng sợ, im lặng đến mức khiến người ta muốn nổi điên. Hắn còn liên tục bị tra tấn, có thể thấy được trạng thái hắn lúc này là tệ đến cỡ nào. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghĩ biện pháp tự cứu, nhưng thần lực của hắn bị phong ấn, thần thiết không thể vận dụng. Hư Không Trùng và Cổ Vương không thể cắt đứt thiết liên, hắn không có biện pháp đào tẩu. Cho dù thoát khỏi trấn Ma Liên thì thế nào? Bên ngoài có ba hồn thiên huyết ưng cường đại, chiến lực của ưng kỳ kia quá cường đại, hắn cảm giác khi chống lại ưng kỳ, hắn sẽ nháy mắt bị đánh chết. Không cần gấp. Lục Ly cắn răng chịu đựng thống khổ không thuộc về mình. Nếu ưng thần không dẫn hắn truyền tống hoặc mở ra vực môn trở về, vậy hắn còn có cơ hội Nơi này đi ưng lĩnh cần thời gian, đường xá xa xôi như vậy, lỡ như trên đường xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Đến lúc đó, cơ hội của hắn đến rồi. Ưng kỳ kỳ thật có để xâm gia mở vực môn đưa bọn họ trở về, như vậy sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng trạng thái lục ly lúc này, ưng kỳ sợ lục ly sẽ chết nửa đường. Mặt khác, hắn không muốn cầu xâm gia, dù sao cưỡi thần hành thuyền trở về cũng không đến nửa năm, đối với bọn họ, nửa năm chỉ nháy mắt đã trôi qua. Bọn họ bình thường sẽ không đi truyền tống trận, với thân phận của bọn họ, đi truyền tống trận thật mất mặt. Hơn nữa cưỡi truyền tống thật phiền toái, đổi tới đổi lui liên tục. Tốc độ thần hành thuyền không chậm hơn truyền tống trận bao nhiêu, ở đây tu luyện, an nhàn nghỉ ngơi. Còn nữa, ưng kỳ sở dĩ mang theo lục ly cưỡi thần hành thuyền là muốn xem thử gia tộc lục ly có người đến cứu viện không. Nếu lục ly thật sự có lai lịch không tầm thường, khẳng định sẽ có người nghĩ cách cứu viện, đến lúc đó hắn thả lục ly là được, không đến mức dẫn phát đại chiến hai tộc. Nếu người của gia tộc lục ly đi tìm đến ưng lĩnh, vậy rất có thể dẫn phát đại chiến hai tộc. Cái chết của ưng thần là việc nhỏ, dẫn đến đại chiến là không đáng. Lục ly bị trấn ma liên trói buộc, còn có một người thỉnh thoảng dùng thần niệm theo dõi hắn, ưng kỳ thật yên tâm bế quan tu luyện. Trấn ma liên thật có thể ra tấn người, nhưng sẽ không làm lục ly chết đi, chỉ cần không chết thì không sao ưm ừ. lục ly đang chịu tra tấn không thuộc về mình hắn giống như hơi chết lặng hiện tại cũng không hôn mê nói rõ năng lực tiếp nhận của hắn đã được tăng cường không chỉ có lực ý chí mạnh hơn hắn còn cảm thấy thân thể đang mạnh hơn đây không thể không nói là tin tức tốt duy nhất thân thể bị tra tấn khiến tiềm năng của hắn bị kích phát thân mình hắn đang tu luyện thân thể cho nên thân thể không ngừng mạnh hơn Tuy tốc độ tăng cường không quá nhanh, phải biết rằng, thân thể hiện tại của hắn rất mạnh, mỗi lần muốn tăng trưởng đều cần thiên địa thần dược trân quý, thần dược bình thường hiện tại căn bản vô dụng. Thương thế ở bả vai hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thân thể cường đại, tốc độ khôi phục phi thường biến thái. Thương thế có nặng thế nào cũng có thể khôi phục, đây là chỗ tốt của thân thể cường đại. Ánh sáng trong phòng tối sầm lại, an tĩnh đáng sợ. Lục Ly ngây người hơn 10 ngày đã quen rồi nội tâm hắn thật an bình, giờ đây thậm chí còn nghĩ đường xá càng xa xôi càng tốt. Hiện tại hắn không cho rằng trấn ma liên đang tra tấn, mà cho rằng đang luyện thể, nghĩ như vậy, tâm tình tốt hơn nhiều. Sinh tử có mệnh, phú quý có trời. Nếu nhất định không thể trốn, vậy gấp gáp thế nào cũng vô dụng. Có cơ hội bỏ chạy, không cơ hội thì nhận mệnh. Hết thảy đều xem mệnh số. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh một tháng đã trôi qua thần hành thuyền đi qua hai khu vực tốc độ quá nhanh dọc đường đi cũng gặp rất nhiều võ giả có một lần gặp phải võ giả tứ kiếp nhưng sau khi đối phương phát hiện là thần hành thuyền thì không dám săn bậy thần hành thuyền phi thường trân quý không phải gia tộc siêu cấp lớn là không thể nào có được trong thần hành thuyền khẳng định sẽ có cường giả võ giả tứ kiếp kia không ngốc như vậy sẽ không đi tìm chết đại nhân hôm nay ưng kỳ bị đánh thức một thủ hạ bẩm báo Phía trước là La Sát Hải, có đi vòng qua hay không? La Sát Hải. Ưng Kỳ mở to mắt, chân mày cau lại, gật đầu nói. Gần đây La Sát Hải cũng không yên ổn, giống như có mấy tên cường nhân đang chém giết, vẫn là đi vòng qua đi, đừng xảy ra chuyện sai lầm gì. La Sát Hải là nội hải của Tử Dương Đại Lục. Hải vực này rất lớn, còn là nơi hỗn loạn. Nơi này là nơi hỗn loạn nhất Tử Dương Đại Lục. Địa hình quá lớn, còn có rất nhiều di tích, rất nhiều bí cảnh và toái địa hư không, vẫn không có cường giả nào chiếm cứ nơi này. Gần đây mấy tên cường đạo đang khai chiến, ưng kỳ tự nhiên không muốn đi nhiều chuyện. Uy danh của Hồn Thiên huyết ưng tộc thực thịnh, nhưng vô dụng ở La Sát Hải. Người của nơi này mặc ngươi là ai, nếu là dê béo thì xử lý rồi nói sau. Nếu có cường giả đuổi giết, bỏ chạy vào bí cảnh, vào toái địa hư không hay vào di tích là được. Thần hành thuyền thay đổi phương hướng bắt đầu đi đường vòng, phi hành vòng qua la sát hải. Như vậy, tuy tốn nhiều hơn một tháng, nhưng một tháng đối với cấp bậc như ưng kỳ là quá ngắn. Tiếp tục phi hành, sau năm ngày, thần hành thuyền đột nhiên rung lên kịch liệt, khiến sắc mặt đám người ưng kỳ đại biến. Đôi mắt nhắm nghiền của lục ly chợt mở ra, thần niệm lục ly trước dò xét ra ngoài. Tuy thần lực của hắn bị phong ấn, thần niệm vẫn có thể sử dụng. Lưu quan đầy trời vụt qua, hai đội người lần lượt bay tới thật rõ ràng là một đội người đang đuổi giết một đội người khác. Vừa rồi chỉ là bị ngộ thương, cũng may thần hành thuyền thật chắc chắn, công kích bình thường đánh không vỡ thần hành thuyền. ầm Lại là một luồng lưu quang bay tới, đánh lên thần hành thuyền. Ưng kỳ nổi giận, quát lạnh nói. Ưng phong, ra ngoài để bọn họ bình tĩnh lại. Được. Một cường giả hồn thiên huyết ưng tộc lĩnh mệnh, thân mình lóe lên, xông ra ngoài hắn vừa ra ngoài lập tức biến thân tám cánh sau lưng xuất hiện một khí tức hung lệ bao phủ khắp nơi thật mạnh lục ly ở trong thần hành thuyền cũng có thể cảm ứng thân thể rùng mình Hồng thiên huyết ưng tộc biến thân bằng khí tức đã có thể dọa sợ rất nhiều người nhất là hỗn độn trong mi tâm khiến người ta cảm giác đáng sợ vù ưng phong bay đi như làn gió nháy mắt đến bên cạnh một người mỗi móng vuốt xé một người thành sương mù xé làm đôi vù vù vù, ưng phong liên tục chớp động, mỗi lần chớp động sẽ có một người bị xé rách. Hai đội người bị dọa choáng váng, nhưng thủ lĩnh hai đội người nhìn thấy ưng phong giết cả hai đội, hai người đều nổi giận, gào thét giết về phía ưng phong. ầm, mi tâm ưng phong sáng lên, một luồng ánh sáng hỗn độn đánh ra, thủ lĩnh của một đội trực tiếp biến thành bột miệng Thủ lĩnh kia là cường giả tứ kiếp, lại không chịu nổi một tia ánh sáng hỗn độn. Trốn đi người còn lại hoàn toàn sợ hãi, lập tức trốn thắp bốn phương tám hướng. Thân mình ưng phong liên tục chấp động, lại giết hại ba bốn người, rồi quay trở về. Là người của la sát hải quá mức dũng mãnh hay là tộc ta thật sự xuống dốc rồi. Ưng kỳ khẽ thở dài, ưng phong ra ngoài đã biến thân, hiển lộ đặc thù của hồn thiên huyết ưng tộc, nhóm người này vẫn dám động thủ. Sau đó ưng phong giết nhiều người như vậy, hai thủ lĩnh vẫn động thủ, điều này khiến ưng kỳ rất cảm khái thời kỳ viễn cổ uy danh hồn thiên huyết ưng tộc thật hiển hách cường giả cả tam trọng thiên vừa thấy người của hồn thiên huyết ưng tộc lập tức né tránh hiện tại đám cá nhỏ tôn tép này cũng dám động thủ với bọn họ đi thôi ưng kỳ khẽ thở dài thần hành thuyền phá không bay tiếp nội tâm lục ly cũng thở dài nhắm mắt lại hắn vốn tưởng rằng cơ hội đến rồi không ngờ người bên ngoài vô dụng như vậy từng cũng không phải người bên ngoài vô dụng mà hồn thiên huyết ưng tộc quá mạnh mẽ, ưng phong đã mạnh mẽ như thế, ưng kỳ còn mạnh đến cỡ nào? Trái tim Lục Ly dần trầm xuống, ưng kỳ quá mạnh mẽ, cho dù trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, sợ là cũng không ai là đối thủ của ưng kỳ. Ầm. Uhm. Sau khi Lục Ly miên mang suy nghĩ hai canh giờ, thần hành thuyền đều rung lên. Thần niệm Lục Ly đảo ra, phát hiện bên ngoài khắp nơi đều là người, mấy ngàn người đang hỗn chiến. Vô pháp vô thiên ưng phong hai người các ngươi đều ra ngoài giết một nửa người bên ngoài đi lần này ưng kỳ nổi giận phái hai người ra ngoài thần niệm lục ly quét qua liền mất hứng thú bên ngoài mặc dù có mấy ngàn người nhưng đều là võ giả cấp thấp phổ biến là tam kiếp sơ kỳ tam kiếp đỉnh phong cũng không nhiều lắm võ giả tứ kiếp không quá hai ba những người này căn bản không đủ hai người ưng phong giết hai người ưng phong giết người quá độc ác hai người lao ra cũng không dùng móng vuốt xé xác mà phóng ra hai loại chân ý một vùng bị oanh sát tứ kiếp thiên thần giết tam kiếp thiên thần giết thoải mái như giết gà con chỉ mấy hơi thở bên ngoài đã chết một tảng lớn người bên ngoài thật dũng mãnh hai người ưng phong giết hại từng người một tất cả mọi người đều điên rồi điên cùng công kích đến hai người nhưng ngoài ngàn người bị hai người giết còn có một võ giả tứ kiếp sau khi bị giết thì tỉnh táo lại hóa thành trạng thái thú điểu lập tức bay đi. Hai người ưng phong quả thật nổi giận, đuổi giết suốt một nén nhang, lại giết hại một ngàn người. Công nghiêm của hồn thiên huyết ưng tộc không thể bị khiêu khích, nếu nhóm người này dám khiêu khích, vậy phải trả giá lớn. Ưng kỳ nổi giận, nếu bọn họ không làm gì, thì khó bình ổn lửa giận của ưng kỳ. Nơi la sát hải này thật tà môn. Ưng kỳ cạn lời thở dài, bí cảnh, toái địa hư không, di tích, mê mảnh, tiểu thế giới ở nơi này có rất nhiều không gian nơi này phi thường không ổn định, cho nên người nơi này căn bản không e ngại cường giả bên ngoài. Đánh không lại bỏ chạy, chỉ cần trốn vào những nơi này, cho dù ngươi là lĩnh chủ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. May mắn không có tiếng vào la sát hải, nếu không sợ sẽ không ngừng gặp công kích. Nơi này vẫn là bên ngoài. Nhưng cũng thuyết minh một chút, vi danh của hồn thiên huyết ưng tộc đích sát xuống dốc rất nhiều. Rất nhiều người phỏng chừng cũng không biết tộc đàn của bọn họ. Những năm gần đây, Hồng Thiên Huyết ưng lánh đời tìm tu, ẩn mình vạn năm, bị người khác quên đi cũng có thể lý giải. Không có biện pháp không lánh đời tìm tu a. À. Thời kỳ viễn cổ, Hồng Thiên Huyết ưng tộc suýt nữa bị diệt tộc, sau đó chạy đi một ít, ẩn núp kéo dài hơi tàn ở khắp nơi. Sau đó khôi phục một ít nguyên khí, nhưng lại gặp đuổi giết liên tục của một đại tộc. Mấy chục vạn năm trôi qua, Hồng Thiên Huyết ưng tộc không ngừng lánh nạn, không ngừng bị truy sát, mỗi lần khôi phục ít nguyên khí lại bị thương nặng thêm. Cục diện này thẳng đến 3.000 năm trước mới hơi nghịch chuyển. Kẻ thù lớn nhất của bọn họ bị giết, tộc đàn của bọn họ mới đắc ý chiếm lấy một vùng địa bàn nghỉ ngơi, lấy lại sức. Nếu không giờ đây, có cho đám người ưng hổ một vạn lá gan cũng không dám chiếm khu vực này. Mục tiêu quá rõ ràng, một khi bị nhắm đến, sẽ lại bị đuổi giết. Đây cũng là nguyên nhân ưng kỳ không dám lập tức giết lục ly. Bọn họ thật vất vả nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục lại một ít nguyên khí. Nếu đắc tội một đại gia tộc, sẽ bị đánh về nguyên hình ngay. Đi thôi, đi thôi. Chờ ưng phong tiến vào, ưng kỳ bất đắc dĩ vất tay nói. Các ngươi cũng quan sát chút đi, đừng tùy ý để người khác công kích thần hành thuyền. Có tình huống các ngươi lập tức ra ngoài trấn áp. Dạ. Hai người ưng phong lĩnh mệnh, vừa rồi, hai người tra xét được, bọn họ vốn tưởng là một vài vai diễn nhỏ, không dám tùy tiện công kích, lại không nghĩ rằng đám người này vô pháp vô thiên, cái gì cũng dám công kích. Thần hành thuyền tiếp tục phi hành, lần này hai người ưng phong không dám sơ suất. La sát hải rõ ràng đang hỗn chiến, bên ngoài thường xuyên gặp người, nói rõ bên trong đánh càng kịch liệt. Bọn họ thật ra không sợ có người tập kích, chỉ sợ quấy nhiễu ưng kỳ, chọc ưng kỳ giận dữ. Đến lúc đó hai người cũng còn có món điểm tâm. Quả nhiên, dọc đường đi không ngừng gặp người, người của la sát hải cũng mặc kệ đi thần hành thuyền hay không đi thần hành thuyền có lẽ một ít người bọn họ cũng không nhận thức nhìn thấy liền bay qua công kích hai người ưng phong thật cẩn thận một khi có người ở phụ cận hai người sẽ lập tức đi ra ngoài công kích của một ít người bị hai người cản lại sau đó bị hai người giết chết lục ly vẫn vận dụng thần niệm tra xét nhưng sau khi tra xét ba bốn lần hắn mất đi hứng thú tuy gần đó thật loạn nhưng đều là nhân vật cấp thấp ngẫu nhiên sẽ gặp một vài võ giả tứ kiếp, cũng không phải đối thủ đám người ưng phong. Hồng thiên huyết ưng tộc phi thường mạnh, hồn thiên huyết ưng bát dực, rất ít võ giả tứ kiếp bình thường là đối thủ, ưng kỳ còn mạnh hơn. Năm ngày, mười ngày, nửa tháng. Dọc đường đi không ngừng gặp võ giả, ngẫu nhiên cũng có võ giả công kích. Bên phía la sát hải xem ra đã xảy ra đại hỗn chiến, bên ngoài đều là người, chiến đấu thật thảm thiết, lục ly cũng không thể tưởng tượng đến một cường giả đi. Lục Ly âm thầm cầu nguyện, đám tép triêu đến đây không có ý nghĩa gì, nếu có thể đến mấy tứ kiếp đỉnh phong hỗn chiến, vậy hắn có lẽ còn cơ hội chạy trốn. Ầm. Ngày thứ 12, một tiếng đổ vang nặng nề vọng ra, kinh động Lục Ly. Không chỉ kinh động, Lục Ly còn bị chấn thương. Một luồng sát khí khủng bố tiến đến, chấn thương Lục Ly. Thật là sát khí khủng khiếp, người này thật mạnh. Thần niệm Lục Ly tìm hiểu phát hiện thần hành thuyền lại bị bổ ra một khe, có thể tưởng tượng cường đại của người này. Thần niệm của hắn khuếch tán ra, phát hiện bốn cường giả đang chém giết, hơn nửa chiêu vừa rồi rõ ràng không phải nhắm đến thần hành thuyền. Nói cách khác, vừa rồi là dư âm của công kích, có thể bổ thần hành thuyền, đao khí còn chấn thương hắn, người này mạnh thế nào? Hắn không thể tưởng tượng. Không ngừng. Ưng kỳ bừng tỉnh lại từ trong tu luyện, thần niệm hắn còn chưa tìm hiểu, thân mình đã lóe lên, xông ra ngoài, rít gào. Các ngươi muốn chết như vậy, vậy bổn tọa sẽ thành toàn các ngươi. Hắn vừa nói xong, liền cảm giác không thích hợp. Bởi vì không trung phía trước không ngừng xé rách, giống như trời cao bị đánh vỡ, có một người ngưng tụ mấy chục hư ảnh thần long phía sau lưng, uy thế kinh thiên. Bốn người bị đánh khó phân thắng bại, đây rõ ràng không nhằm vào bọn họ, hơn nữa, bốn người đều là cường giả tứ kiếp hậu kỳ, hắn cảm giác như đánh lên thiết bản hừ, tiểu hoa nhi, ngươi cũng thật ngông cuồng. Một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó một luồng lưu quang bay tới, ưng kỳ ngẩn ra, định né tránh, bên trái có một lão gia phóng đến, huy phong thổi đến, tốc độ hắn giảm đi. Vù Lưu quang đánh trúng ưng kỳ, thân mình ưng kỳ bị nổ bay, chiến giáp bạo liệt từng tầng, vậy mà lại bị thương. Đại nhân Hai người ưng phong lập tức bay ra ngoài, trong mắt tràn ngập tức giận, nhìn hai người ra tay. Ưng Phong giận tím mặt, nói Lá gan các ngươi thật lớn, lại dám công kích đại nhân của ta, các ngươi biết chúng ta là ai không? Ha ha ha! Một lão giả tóc bạc cười ha hả nói Không phải là hồn thiên huyết ưng tộc thôi sao? Các ngươi còn tưởng đây là thời kỳ viễn cổ. Nơi này là La Sát Hải, chạy về ưng lĩnh các ngươi đi, ở đây cũng dám kiêu ngạo, đó là muốn chết. Tốt lắm! Ưng kỳ giận dữ cười, công nghiêm của hồn thiên huyết ưng tộc hôm nay bị đánh trúng chuyện này hoàn toàn chọc giận hắn hôm nay nếu không đánh chết mấy người này về sau hồn thiên huyết ưng tộc sao có thể tiếp tục lăn lộn ở tử dương đại lục giết chết bọn họ ưng kỳ lập tức biến thân nổi giận vọt lên hai người ưng phong không còn biện pháp chỉ có thể xông lên thần hành thuyền cũng không có người quản được cả người lục ly đều rung động cơ hội vẫn ảo tưởng đã đến thật rồi ba người ưng kỳ đang khai chiến hắn ở đây cũng không ai quản hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu phỏng chừng sẽ không chấm dứt ba người ưng kỳ không nhất định có thể thắng chỉ cần hắn có thể cởi bỏ trấn ma liên hắn còn có cơ hội đào tẩu phụ cận là la sát hải không ngừng có người chiến đấu bộ dáng thật hỗn loạn nếu hắn có thể bỏ chạy khỏi la sát hải vậy hắn có thể thành công thăng thiên cơ hội đến rồi. Nhưng phải như thế mới nắm giữ được. Có chút khó khăn, bởi vì Lục Ly muốn đào tẩu, vậy trước hết phải thoát khỏi trấn ma liên. Nếu không thể giải khỏi, hắn không đi đâu được. Hư không trùng và cổ vương đã thử rồi, không thể cắn được trấn ma liên. Thiết liên này không chỉ chắc chắn, quan trọng là có thần văn cường đại. Cho nên, trấn ma liên này, võ giả tứ kiếp bình thường không thể phá vỡ. Thần lực lục ly bị phong ấn, trong cơ thể không còn chút khí lực muốn dùng thủ đoạn giải khỏi càng ít khả năng cũng may lục ly đã tự vấn rất nhiều trong thời gian này hắn đã sớm có kế hoạch huyết linh nhi động thủ đi lục ly truyền âm xúc tua của huyết linh lập tức dò xét đâm lên trấn ma liên trấn ma liên này chắc chắn như thế hư không trùng cũng không gặm được không phải bởi vì chất liệu mà bởi vì có thần văn chỉ cần phá vỡ thần văn Lục Ly tin rằng hư không trùng và cổ vương khẳng định có thể cắn đứt Trấn Ma Liên. Lúc trước Lục Ly trộn để huyết linh nhi tra xét Trấn Ma Liên, nhưng hắn không để huyết linh nhi động thủ, bởi vì bọn người ưng kỳ đi vào trong thần hành thuyền, huyết linh nhi một khi gặp thần văn của Trấn Ma Liên rất có thể bị nhận ra. Đến lúc đó, không nói huyết linh nhi, bảo vật trên người hắn đều không thể giữ lại. Ba người ưng kỳ đang huyết chiến bên ngoài, Lục Ly tự nhiên để huyết linh nhi xuất động huyết linh nhi đã nghiên cứu trấn ma liên từ sớm sau khi đâm vào trấn ma liên chỉ một lát liền truyền âm chủ nhân cho ta thời gian ba nén hương thần văn này ta có thể giúp ngươi phá vỡ ba nén hương tăng nhanh tốc độ lục ly có hơi gấp chiến đấu bên ngoài ai biết sẽ kéo dài bao lâu giao chiến giữa cường giả nếu thực lực kém xa có thể lập tức phân sinh tử đương nhiên nếu thực lực không khác biệt lắm có thể đã thương mấy ngày mấy đêm rầm rầm rầm. Chiến đấu bên ngoài phi thường kịch liệt, thần hành thuyền còn thường bị dư âm công kích đánh trúng. Nhưng mọi người khai chiến trên trời cao, khoảng cách hơi xa với bên này, nếu không thần hành thuyền đã sớm bị nổ nát. Chiến đấu này rất có ý nghĩa, vốn là hai cường giả đấu với hai cường giả. Ưng kỳ mang theo ba người tiến lên, bởi vì ba người ưng kỳ quá mức cường đại, hai đội người đối diện ngược lại liên thủ với nhau, cùng công kích ba người ưng kỳ bốn người kia hẳn đều là lão ma đầu la sát hải kinh nghiệm chiến đấu phi thường cường đại thỉnh thoảng liên hợp công kích ba người ưng kỳ ngẫu nhiên còn hạ độc thủ hại địch nhân chiến đấu này đánh đến quên cả trời đất ba người kiềm chế lẫn nhau đánh khó phân thắng bại sở dĩ không lập tức phân ra sinh tử có một nguyên nhân rất trọng yếu ba người ưng kỳ không hề sử dụng ánh sáng hỗn độn nếu không giờ đây khẳng định sẽ có người chết ánh sáng hỗn độn rất khủng bố người bình thường tuyệt đối không ngăn được, sau khi vận dụng ánh sáng hỗn độn, hồn thiên huyết ưng sẽ có thời gian suy yếu ngắn ngủi. Ưng kỳ sợ sau khi phóng thích, sẽ bị ba người còn lại thừa cơ chém giết. Ba phương đều muốn xử lý hai phương còn lại, nhưng trong thời gian ngắn hẳn không làm được, đề phòng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, muốn chấm dứt chiến đấu trong thời gian ngắn thật hơi khó khăn. Chuyện này tạo cơ hội cho lục ly. Sau ba nén hương, hào quang trấn ma đảo lóng lánh, huyết linh nhi truyền âm chủ nhân thần văn bên trong đã bị khai phá chuyện kế tiếp phải xem ngươi huyết linh nhi thu xúc tua trở về sau đó nó lại đâm xúc tua lên thần hành thuyền lục ly không để ý đến huyết linh nhi mà hạ lệnh với hư không trùng vô số hư không trùng bay ra sau khi tiến vào trấn ma liên bắt đầu gặm cắn tốt lắm thần niệm lục ly đảo qua phát hiện hư không trùng có thể cắn được trấn ma liên tuy cắn rất chậm nhưng nhiều hư không trùng như vậy phỏng chừng nhiều nhất một canh giờ thì có thể cắn đứt. Vù vù. Thần văn trấn ma liên bị phá vỡ, Lục Ly không cần chịu đựng thống khổ không thuộc về mình nữa. Hắn thở dài một hơi, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Hắn có cơ hội đào tẩu, vậy không có nghĩa là hắn tuyệt đối an toàn. Bởi vì trong cơ thể hắn có một luồng năng lượng phong ấn thần lực của hắn, còn khiến thân thể hắn vô cùng suy yếu, tay cũng không nâng lên nổi. Cũng may hắn có long dược có thể lợi dụng long dược đào tẩu. Vấn đề là, hắn muốn đào tẩu, vậy phải đi La Sát Hải. Chỉ có nơi hỗn loạn mới có thể giúp hắn thừa dịp ẩn núp. Nếu đào tẩu ra ngoài vòng vây, sớm hay muộn gì cũng bị đám người ưng kỳ bắt lấy. La Sát Hải hỗn loạn như vậy, hiện tại hắn lại không có chiến lực gì, chỉ có hư không trùng và cổ vương, năng lực còn lại gần như không thể vận dụng. Một khi gặp địch nhân, hắn vẫn trốn không khỏi cái chết. Mặc kệ đi, trước trốn vào la sát hải rồi nói sau sinh tử có mệnh phú quý ở trời lục ly bình phục lại tâm tình đợi một lát trấn ma liên bị đứt hắn rốt cục khôi phục tự do hắn lập tức phóng ra long dực thân thể bay lên khuyết linh nhi đi khuyết linh nhi chui vào trong thần hành thuyền lục ly tự nhiên không thể bỏ rơi nó hiện tại huyết linh nhi đối với hắn phi thường trọng yếu nó đã thật lợi hại ở phương diện nghiên cứu thần văn thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng chủ nhân từ từ đã huyết linh nhi truyền âm đến lục ly hơi kinh ngạc địch nhân có thể tùy thời trở về huyết linh nhi đang làm gì hắn hỏi một câu huyết linh nhi giải thích chủ nhân ta đang phá giải thần văn của thần hành thuyền cho ta thêm chút thời gian thần hành thuyền này ta có thể khống chế hả vẻ mặt lục ly kinh ngạc sau đó mừng rỡ thần hành thuyền này là chí bảo tốc độ nhanh như vậy lực phòng ngự còn dị thường chắc chắn cơ hội hắn chạy thoát càng lớn hơn nữa thời gian dần trôi qua lục ly cảm giác sống một ngày như một năm bởi vì chiến đấu bên ngoài càng ngày càng kịch liệt giống như sắp đánh ra chân hỏa một khi tiến vào quyết chiến đều sẽ phóng thích thần thông cực mạnh đến lúc đó sau khi phân ra thắng bại hắn sẽ nguy hiểm ầm uhm. sau nửa canh giờ phía trên trời cao một thân ảnh bị đập mạnh xuống thần niệm lục ly quét tới, phát hiện lại là ưng phong. Ưng phong lần này bị thương nặng, nửa thân mình bị đánh không còn, ngực bị khoét một động lớn, hơi thở phi thường yếu ớt, giống như tùy thời đều có thể chết đi. Ưng phong Ưng kỳ ở trên trời cao, nổi giận cực kỳ, sau đó hét trống lên. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn các ngươi. Nghe câu nói như thế, lục ly biết ưng kỳ sẽ vận dụng ánh sáng hỗn độn. Nội tâm hắn nhất thời gấp không chịu được, lập tức truyền âm nói khuyết linh nhi đã được chưa còn không được thì mau đi ra nếu chúng ta không đi thì phải xong đời khuyết linh nhi không truyền âm trả lời giống như không nghe thấy truyền âm của lục ly lục ly sốt ruột đến nỗi sắp bùng cháy nhưng chỉ đợi một lát hắn liền thúc giục đại đạo chi ngân cảm ứng nếu tình huống không đúng hắn chỉ có thể lập tức đào tẩu vù vù đột nhiên một làn gió mát vất đến Lục Ly phát hiện mình bị thần niệm phát hiện. Trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì thần niệm là ưng phong. Ưng phong bị thương nặng, hẳn là muốn trở về thần hành thuyền chữa thương. Ách! Ưng phong trong lúc hấp hối cũng ngẩn ra, thần niệm hắn đảo qua, phát hiện Lục Ly đã dãy khỏi trấn ma liên. Điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Xong rồi. Truyền âm của huyết Linh Nhi đột nhiên vang lên, sau đó hào quang thần hành thuyền chợt lóe, hóa thành một luồng lưu quang bay ra, Lưu lại ưng phong trợn mắt há hốc mồm. Ầm. Thần hành thuyền vừa bay đi, ưng kỳ và một hồn thiên huyết ưng ở trời cao bị đập xuống, cùng lúc đó, còn có hai thi thể rơi xuống. Thần niệm ưng kỳ và hồn thiên huyết ưng thần đảo qua, hai người cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ đánh chết hai lão ma, bản thân lại bị trọng thương. Vốn định cưỡi thần hành thuyền đào tẩu, lại không ngờ. Thần hành thuyền bị Lục Ly khống chế bay đi. Ưng phong bị thương nặng, Điều này khiến Ưng Kỳ nổi giận, không thể không phóng thích ánh sáng hỗn độn. Khi hắn cùng Hồn Thiên Huyết Ưng khác phóng ra ánh sáng hỗn độn, thành công đánh chết hai người, nhưng bị hai người khác công kích, hai người đều bị thương nặng. Dựa theo tình huống này, bọn họ phải lập tức rời đi, cưỡi thần hành thuyền là an toàn nhất. Tốc độ của thần hành thuyền quá nhanh, chỉ cần thoát khỏi, ba người có thể đào tẩu. Thần hành thuyền đột nhiên bay đi còn bị một người hắn căn bản không thể tưởng nổi khống chế bay đi lục ly bị hắn phong ấn thần lực còn bị trấn ma liên trói buộc lại có thể trốn thoát quan trọng nhất là thần hành thuyền bị ưng phong luyện hóa lục ly có thể khống chế thần hành thuyền bay đi điều này khiến đám người ưng kỳ không hiểu nổi cũng buồn bực muốn học máu lục ly đào tẩu không phải chuyện lớn vấn đề là bọn họ hiện tại cần thần hành thuyền đào tẩu nếu không hay hôm nay bọn họ đều phải chết ở đây đi thần hành thuyền đã bay đến la sát hải đám người ưng kỳ cũng không dám đuổi theo bên kia giờ thật loạn với trạng thái của ba người dám đi la sát hải hẳn phải chết không thể nghi ngờ ưng kỳ một tay bắt lấy ưng phong chạy như điên về xa cùng lúc đó trong mắt hắn lấp lánh hào quang tùy thời chuẩn bị phóng thích ánh sáng hỗn độn nếu hai người khác dám hạ sát thủ với bọn họ hắn liều chết cũng phải giết một người hai người phía sau đuổi giết một đường nhưng không dám làm quá mức vừa rồi ánh sáng hỗn độn đã đánh chết hai người điều này khiến bọn họ rất kiên kỵ dù sao ba người ưng kỳ đã bị trọng thương bọn họ chỉ có thể đuổi giết chậm lại vù rất nhanh năm người biến mất ở không trung phía xa phụ cận có hai ba người đang lén xem cuộc chiến thẳng đến khi năm người đi rồi hai ba người mới như trút được gánh nặng ba người lén lút bay lại đây mang đi thi thể của hai cường giả mỗi người la sát hải đều kiệt ngạo bất tuân to gan lớn mật đừng nói thi thể của cường giả cho dù còn sống chỉ cần bị thương nặng nhóm người này đều dám ra tay đáng tiếc một người cầm lên khối thi thể bay đi có chút tiếc nuối nhìn về phía la xá hải thần hành thuyền là trọng bảo đó nếu có thể thu được thần hành thuyền vậy sẽ phát tài rồi ha hả người này cười lạnh vài tiếng tình huống của lục ly hắn cảm ứng rõ ràng hắn lại dám khống chế thần hành thuyền đi la sát hải. Nơi đó khắp nơi đều là hỗn chiến, Lục Ly đi vào không khác gì đi vào chỗ chết. Lục Ly kỳ thật cũng phát hiện. Sau khi thần hành thuyền đi được hai nén nhang, hắn cảm giác mình như đang tiến vào chỗ chết. Thời gian hai nén hương, thần hành thuyền ít nhất bị công kích hơn 10 lần. Tuy đều là tiểu võ giả công kích nhưng không cũng không chịu nổi nhiều người ở đây. Ai biết dây tiếp theo có thể gặp cường giả siêu cấp hay không? không thể tiếp tục bay đi, sớm hay muộn cũng gặp chuyện không may, thần hành thuyền này rất bắt mắt. Đôi mắt lục ly chuyển động, hắn trước hết phải tìm nơi ẩn nút, không thể tiếp tục bay đi, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi quyết tâm, thần niệm lục ly nhìn quét qua, tìm kiếm nơi ẩn nút. Hắn trước hết hóa giải năng lượng kỳ dị trong cơ thể mình, bằng không hắn không có chiến lực gì, không thể sinh tồn ở la sát hải. Đảo nhỏ kia không tồi. Lại nửa nén hương, thần niệm lục ly tập trung vào một đảo nhỏ, đảo nhỏ kia rõ ràng vừa mới trải qua đại chiến. Nửa đảo nhỏ bị đánh bạo, phía trên đều là thi thể, gần hải vực cũng trôi nổi rất nhiều thi thể. Càng là nơi nguy hiểm, càng an toàn. Nơi này vừa mới trải qua đại chiến, đều là thi thể, cho dù có người đi ngang qua phụ cận, cũng sẽ không dừng lại. Ngẫu nhiên có người đến tìm kiếm tiền tài người chết, chỉ cần hắn ẩn nút thật tốt, sẽ không có người chú ý. Vù vù, Hắn phóng ra long dực truyền âm nói với huyết linh nhi thần hành thuyền này có thể thu nhỏ lại không có thể một luồng bạch quan hiện lên thần hành thuyền không ngừng thu nhỏ biến thành kích cỡ bàn tay lục ly lấy ra thiên tà châu thu vào huyết linh nhi bay ra tiến vào trong cơ thể lục ly lục ly khống chế long dực bay về phía dưới tiểu đảo bị đánh nứt trung gian có một cái khe lục ly bay vào trong khe đến đáy tiểu đảo hắn lấy ra chủy thủ gian nan đào móc bên trong trong cơ thể hắn có một loại năng lượng kỳ dị năng lượng này khiến hắn nâng tay cũng khó khăn giờ đây hắn phải huy động chủy thủ đào móc một sơn động chủy thủ là thần vật chém sắc như chém bùn đất đá dưới đáy tiểu đảo không chắc chắn chủy thủ có thể thoải mái phá vỡ vấn đề ở chỗ lục ly nâng tay cũng khó khăn đào móc một sơn động đối với hắn hiện tại cảm giác khó khăn như dời mộ tòa thần sơn một sơn động nho nhỏ lục ly đào hơn nửa canh giờ cả người rơi mồ hôi như mưa cảm giác yếu ớt hơn nhiều hắn đi vào trong sơn động thở mạnh từng hơi nghỉ ngơi một lát hắn truyền âm nói khuyết linh nhi dựa vào ngươi giúp ta bố trí một đạo trường thần văn có thể ngăn cách hơi thở ngàn vạn lần phải chú ý không được có thần văn dao động không được bị người khác xuyên qua nếu ta bị phát hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ ta biết rồi Huyết Linh Nhi vương ra xúc tua, Lục Ly và nó là một thể, Lục Ly chết rồi, nó phải đổi một chủ nhân mới. Tuy nó không có cảm tình nhiều như nhân loại, nhưng ở chung với Lục Ly lâu như vậy, vẫn có cảm tình thật sâu, nó cũng không muốn Lục Ly chết đi. Huyết Linh Nhi bởi vì không có tình cảm nhân loại, lại có linh trí phi thường cao. Cho nên đối với ngoài nghiên cứu thần văn, nó không có chuyện khác để làm, cũng không có hứng thú làm chuyện khác. Thân mình có thiên phú về chuyện này, còn tiến hóa vài lần cộng thêm tâm vô tạp niệm ngày qua ngày tìm hiểu thần văn nó ngày có tiến bộ cuối cùng đạt đến thành tựu gì lục ly cũng không thể tưởng tượng khuyết linh nhi bố trí lục ly như con giòi bò rạp trên mặt đất thần niệm nhìn quét bốn phía nếu có người đi ngang qua phát hiện hắn hắn chỉ có thể cưỡi thần hành thuyền tiếp tục đào tẩu vận khí của hắn không tồi phụ cận mặc dù có người đi ngang nhưng người chết ở tiểu đảo này quá nhiều rất nhiều người cảm thấy xui xẻo đều không đến gần bay đi thật xa huyết linh nhi bố trí rất nhanh chỉ nửa canh giờ đã bố trí xong đạo trường thần văn nó bố trí không khác nhiều với lúc đối chiến cùng ưng thần hoàn toàn ngăn cách hơi thở bên trong đồng thời bố trí một ảo trận nếu không có cường giả đến gần sẽ không phát hiện được nơi này cất chứa một người lục ly phóng ra long dực bay ra ngoài cảm ứng thì phi thường vừa lòng hắn thúc giục đại đạo chi ngân ở gần đó mới có thể cảm ứng một tia thần văn dao động. Nếu là võ giả bình thường dùng thần niệm tra xét, khẳng định không thể phát hiện. Trừ phi là cường giả siêu cấp đạt đến tứ kiếp. Vấn đề là võ giả tứ kiếp không có việc gì lại tra xét một tiểu đảo toàn là người chết sao. Lục ly bay vào, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu nghĩ biện pháp luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Nếu những năng lượng này không được luyện hóa, chiến lực của hắn sẽ suy giảm lớn, tùy tiện mấy võ giả đều có thể giết chết hắn. Tình huống của đám người Ưng Kỳ hắn đã tra xét rồi, hẳn trong thời gian ngắn khẳng định không thể tránh né đuổi giết. Nếu đám người Ưng Kỳ không chết, vậy khả năng đào tẩu sẽ rất lớn. Một khi thương thế đám người Ưng Kỳ khôi phục, sẽ có người đến truy tung hắn. Trên người hắn có thần hành thuyền, ai biết đám người Ưng Kỳ có cảm ứng được không? Bảo vật như vậy không có khả năng vứt bỏ, cho nên Lục Ly phải mau chóng chữa trị thương thế sau đó nghĩ biện pháp đào tẩu. Trong cơ thể Lục Ly từng có rất nhiều năng lượng kỳ dị, trong cơ thể hắn có đại đạo chi ngân, có thể hấp thu tất cả năng lượng kỳ dị vào trong, chuyển hóa thành năng lượng của chính mình. Lần này Lục Ly cũng chuẩn bị làm như vậy, muốn luyện hóa loại năng lượng này, hắn cũng chỉ có biện pháp này. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu thúc giục đại đạo chi ngân, cố gắng tụ tập năng lượng này lại. Nhưng, loại năng lượng này của ưng kỳ thật tà dị, như là một con giòi chui vào bàn chân núp ở mỗi ngóc ngách trên thân thể hắn năng lượng này hắn căn bản không thể điều động giống như mọc rễ trong cơ thể hắn năm ngày lục ly ngồi xếp bằng năm ngày thúc giục đại đạo chi ngân năm ngày kết quả không có thu hoạch gì năng lượng này nếu năm ngày hắn điều động không được tiếp tục một năm cũng vô dụng lục ly trầm mặt, bắt đầu nghiên cứu năng lượng này mặt khác nghĩ biện pháp tìm hiểu đại đạo chi ngân mấy ngày nay không ngừng có người đi ngang qua cũng có người tìm kiếm tài sản người chết trên đảo rất nhiều thi thể bị bới lên nhưng không ai phát hiện nơi này võ giả cấp thấp căn bản cảm ứng không được thần văn bên dưới trên đảo đều là người chết phụ cận này hẳn không ai vào được nhưng phụ cận hỗn loạn như vậy ai biết có xảy ra gì ngoài ý muốn không cho nên nội tâm lục ly khó tránh khỏi hơi lo lắng hắn quyết tâm tiếp tục tìm hiểu hắn không tin loại năng lượng này không thể hóa giải năng lượng gì cũng là năng lượng dựa theo đạo lý đều có thể luyện hóa. Lục Ly tiếp tục thúc giục Đại Đạo Chi Ngân triệu tập năng lượng này, đồng thời trong đầu xuất hiện một vài đường tuyến. Đó là ba nghìn Đại Đạo Chi Ngân. Đại Đạo Chi Ngân hình thành một bức họa đồ trong đầu hắn. Trước kia hắn tìm hiểu từ cục bộ, giờ đây hắn phải xem chỉnh thể. Đại Đạo Chi Ngân có quá nhiều đường, nhìn từ chỉnh thể, hoặc nhìn rất huyền diệu, có thể cảm giác được ý cảnh huyền diệu lại không biết huyền diệu ở chỗ nào. Đây là một hình ảnh phi thường thông minh, mấy ngàn đường đại đạo chi ngân đang xen vào nhau, tạo thành một bức hoa phi thường to lớn, mênh mông. Cảm giác như tất cả đạo và lý đều ẩn chứa bên trong, nơi này có nơi căn nguyên nhất của thế giới, pháp trận và áo nghĩa căn nguyên nhất, cường đại nhất. Thần niệm Lục Ly an tĩnh, giống như lần đầu tiến vào bí cảnh hỗn độn, loại cảm giác này huyền diệu đến khó giải thích, tràn ngập cả linh hồn hắn. Hắn không tìm hiểu đại đạo chi ngân thật tỉ mỉ mà an tĩnh lại, hắn muốn theo đuổi loại cảm giác này, an tĩnh xem có hiểu được gì bên trong không. Càng an tĩnh, hắn càng cảm giác huyền diệu. Đại đạo chi ngân giống như không đáy, càng vào sâu, vĩnh viễn không có đáy. Lục Ly cảm giác càng lúc càng sâu, hắn an tĩnh ước chừng nửa ngày, có loại hàm xúc không thể ra ngoài. Hắn cũng không vội vã ra ngoài, tiếp tục an tĩnh, dụng tâm tìm hiểu cảm giác huyền diệu này. Nhưng mà Hai ngày qua đi, hắn hơi lún cúng, bởi vì hắn cảm giác càng lún càng sâu, ý thức không thể thoát ra. Ý thức hắn hãm sâu bên trong, giống như bị nhốt vào vũng bùn. Làm sao bây giờ? Nội tâm lục ly hơi lún cúng, nếu ý thức bị nhốt ở đây cả đời, hắn sẽ biến thành người vô dụng. Cho dù không bị nhốt cả đời, bị nhốt mấy tháng mấy năm, hắn khẳng định sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Vì sao lại như vậy? lục ly đang nghe truyện trên tv audio cv khó hiểu đại đạo chi ngân này còn nhốt linh hồn của người sao hắn buộc mình tỉnh táo lại linh hồn vào thế nào hắn nghĩ biện pháp để linh hồn ra ngoài như thế ấy hắn chậm rãi thức tỉnh nội tâm nghĩ biện pháp để ý thức trở lại linh hồn nhưng ý thức hắn càng lúc càng mơ hồ giống như bốn phía đều là sương mù hắn không tìm thấy đường ra từng thật không được chỉ có thể dựa vào long hồn Lục Ly thật không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng, hắn có thể khống chế hư không trùng công kích linh hồn mình, như vậy long hồn sẽ hộ thể, bảo vệ linh hồn mình, hắn có khả năng lớn đánh thức hắn tỉnh táo lại. Không cần gấp, đợi 5 ngày nữa. Lục Ly nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục thêm 5 ngày. Sau 5 ngày, nếu linh hồn vẫn còn chưa tỉnh táo lại, hắn cũng chỉ có thể ép hư không trùng động thủ. Nếu đã quyết định, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, để linh hồn hoàn toàn thả lỏng. Ngao Du trong thế giới xây dựng ở đại đạo Chi Ngân, tận tình cảm thụ huyền diệu và thần kỳ trong thế giới này. Bất tri bất giả, nửa tháng trôi qua. Lục Ly vốn định năm ngày sẽ để hư không trùng công kích, ai ngờ nửa tháng cũng không có động tác gì, hắn như bị lạc, ý thức có hơi đần độn, vẫn còn an tĩnh. Loại trạng thái này phi thường nguy hiểm. Bởi vì phụ cận đảo nhỏ không ngừng có người đi ngang qua, gần đây càng thêm rối loạn, khắp nơi đều là người ai cũng không biết có thể nào có người cẩn thận lặn xuống nền đất, tìm được hắn không. Mặt khác, ý thức hắn có hơi mơ hồ, tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nếu không thể thức tỉnh, có lẽ đời này sẽ bị nhốt vĩnh viễn, không thể ra ngoài. Thời gian tiếp tục trôi qua nửa tháng. Ý thức lục ly vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, khuyết linh nhi căn bản không biết hắn xuất hiện tình huống, chỉ dựa theo phân phó của hắn nhìn chầm chầm xung quanh, nếu có người đến gần thì đánh thức lục ly. Vấn đề là Một khi có người đến gần Huyết Linh Nhi đánh thức Lục Ly có ý nghĩa gì? Năng lượng trong cơ thể Lục Ly không thể luyện hóa Hắn vẫn như thư sinh không tất sắc trong tay Ngay cả đao cũng nâng không nổi Hắn sao có thể đi chiến đấu? Lai 18 ngày nữa Đôi mắt Lục Ly đột nhiên mở ra Trong con ngươi đều là thần sắc vui mừng Sau khi nhìn bốn phía Thần tình kích động, trung môi nói Tìm hiểu được rồi, ta rốt cục tìm hiểu được bề ngoài đại đạo chi ngân rồi thân thể lục ly cũng run rẩy hắn cảm giác mở ra đại môn thế giới mới tìm được đại đạo kim quang đại đạo chi ngân chuẩn xác mà nói hẳn là thiên địa chi ngân là trụ cột xây dựng cả thiên địa ba nghìn đại đạo chi ngân xây dựng cả thế giới chống đỡ cả thế giới bao hàm tất cả áo nghĩa trong thế giới bí cảnh hỗn độn có phải còn có tiểu thế giới không hình thành có phải là hình thức ban đầu của đại thế giới vì vậy tiểu thế giới đang chậm rãi lớn lên đại đạo chi ngân là khung xương thế giới này lục ly thì thào rất nhiều đạo lý hắn còn nghĩ không thông hắn chỉ tìm hiểu được bề ngoài muốn tìm hiểu được đại đạo chi ngân chân chính thì còn con đường phi thường xa để đi nhưng tham ngộ được một chút như vậy cũng có ý nghĩa phi thường lớn với hắn bởi vì đại đạo chi ngân hắn nắm bắt sẽ càng tăng lên nhiều trước luyện hóa năng lượng này rồi nói sau lục ly thu hồi lại suy nghĩ thúc dục đại đạo chi ngân, lần này quả nhiên cường đại hơn nhiều. Vận chuyển đại đạo chi ngân, như là hắc động cường đại, bắt đầu hấp thu năng lượng kỳ trong cơ thể. Được. Lục Ly cảm ứng, phát hiện tuy năng lượng này chỉ là một chút, nhưng đang thật sự hấp thu. Năng lượng này bị hút vào bụng, đang hội tụ bên kia, sau đó không ngừng vận chuyển vào trong huyệt đạo. Không tồi, không tồi. Lục Ly cẩn thận cảm ứng, xác định năng lượng này tiến vào trong huyệt đạo chuyển hóa thành năng lượng của mình hắn nhất thời mừng rỡ theo thời gian tính toán hẳn nhiều nhất nửa tháng hắn có thể hấp thu xong tất cả năng lượng vù vù hắn thở dài chiến lực của mình không thể áp chế cơ hội sinh tồn của hắn ở la sát hải càng tăng lên nhiều không thể không nói vị trí lục ly lựa chọn rất không tệ tiểu đảo này quá nhỏ còn bị đánh nát mặt trên đều là thi thể tất cả thi thể đều bị bới tung còn có thi thể đã bốc mùi cho nên nơi này căn bản không có người đến, cường giả khinh thường, muốn tìm kiếm tài sản người chết cũng không lại đây. Thi thể nơi này đã bị bới tung, cũng không có đồ vật nữa. Phụ cận thỉnh thoảng có người đi ngang qua, có đôi khi mấy chục chiến thuyền bay qua, nhưng không ai để ý một tiểu đảo toàn người chết. Lục Ly ngây ngốc ở đây thật an nhàn, năng lượng trên người hóa giải từng chút một, thân thể hắn đã có thể động đậy, thân thể nắm giữ lực lượng cường đại, loại cảm giác này phi thường tuyệt vời một người từng có lực lượng cường đại, đột nhiên mất đi lực lượng, ngay cả đau cũng không nhấc lên nổi, điều này khiến hắn rất không thích ứng, rất không thoải mái. Nắm giữ lực lượng cường đại, loại cảm giác này phi thường thích ý, cảm giác như có được cả thế giới. Nửa tháng sau, tất cả năng lượng trong cơ thể lục ly đều hóa giải, hắn cảm ứng, phát hiện thân thể tăng lên không ít. Còn đoạt được thần hành thuyền, tuy gặp không ít tội, vẫn có thu hoạch lớn. Ít nhất, hắn bây giờ vẫn còn sống cả người hắn thoải mái cũng không lập tức rời đi mà tắm rửa một phen ngã trên mặt đất nằm ngủ một giấc ngon sau khi tỉnh lại hắn vẫn không rời đi mà trở nên trầm tư cũng không biết bọn ưng kỳ thế nào có thể đuổi giết hắn hay không còn có tần chiến và cam lâm không có chút tin tức có thể nào bị nhị gia bắt rồi không nghĩ đến hắn ở thành nhỏ giả mạo thành đệ tử đại gia tộc siêu cấp nhị gia bị dọa đến mặt mũi trắng bệch xem ra cho dù bị bắt nhị gia cũng không dám giết bọn hắn, nhiều nhất nếm chút khổ sở, tiếp tục làm khổ sai. Đường kế tiếp phải đi thế nào? Lục ly hơi ưu sầu, la sát hải khẳng định không thích hợp tiếp tục ở nơi này vẫn hỗn loạn như vậy, chút thực lực ấy của hắn căn bản không thể lan lộn bên trong, không cẩn thận sẽ bị giết. Không ngây ngốc ở la sát hải, đi ra ngoài lỡ như bị người của hồn thiên huyết ưng tộc truy sát thì sao? Hắn cướp đoạt thần hành thuyền, đây là một kiện chí bảo. Tuy hắn không biết giá trị cụ thể là bao nhiêu thần thạch nhưng có thể bay nhanh như vậy, phòng ngự còn mạnh như vậy, hẳn là phi thường đáng giá. Vốn dựa theo kế hoạch của hắn, đến tam trọng thiên nghĩ biện pháp đi nghịch Long Cốc, trước tìm lão nhân Tu La, xem hắn có biện pháp nào không. Nếu không có thì đi tìm Dũng Thanh Ti và Dũng Nhược Lan. Hai tỷ muội này khẳng định có biện pháp dẫn hắn đi nghịch Long Cốc. Hiện tại hắn đắc tội hồn thiên huyết ưng tộc, về sau xem ra khó bước đi nửa bước ở la sát hải còn tốt một khi ra ngoài phỏng chừng thật dễ dàng bị truy tung cuối cùng bị đánh chết đúng vậy là đánh chết hắn tin tưởng hồn thiên huyết ưng tộc rất nhanh sẽ điều tra rõ ràng thân phận của hắn một khi tra ra được hắn đến từ nhị trọng thiên phỏng chừng sẽ tìm được hắn sẽ trực tiếp giết chết sẽ không cho hắn cơ hội nữa càng nghĩ lục ly quyết định ngây ngốc ở la sát hải một thời gian tìm thế lực gia nhập có thể tìm hiểu một ít tin tức càng hiểu biết cả tam trọng thiên sau khi né tránh đầu sóng ngọn gió, hiện tại ra ngoài rất nguy hiểm, còn sống mới có hy vọng, nếu chết thì không còn cái gì nữa. Sau khi ra quyết định, hắn không còn nghĩ nhiều nữa, hắn ngồi tại chỗ xếp bằng tu luyện, sau khi tu luyện mãn cấp rồi nói sao. Hửng. Sau khi tu luyện 3 ngày, đôi mắt hắn đột nhiên mở ra, hắn cảm ứng được bên cạnh có người, trên đảo đến đây một người, đang lén lút lục tung thi thể, phỏng chừng cũng là nhân vật nhỏ, muốn nhặt đồ. Đúng lúc Lục Ly cười nhạt, thân mình chợt lóe, xông ra ngoài từ dưới nền đất, đến bên cạnh người nọ. Người nọ che mũi, lật mấy thi thể lên, bên người đột nhiên xuất hiện một người, sợ tới mức mất hồn. Quỷ à! Hắn quát to một tiếng, bỏ chạy, Lục Ly vươn tay bóp cổ người này, lạnh giọng nói. Câm miệng, nếu không sẽ chết. Bộ dạng người nọ xấu xí, rõ ràng là hạng người gian xảo, dáng người thấp bé, thân thể gầy yếu bị lục ly nắm cổ như nắm cổ gà. Ánh mắt hắn nhìn lục ly, cảm nhận nhiệt độ từ tay lục ly, ngược lại thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải quỷ là được. Hắn vội vàng lộ ra tươi cười nịnh nọt, nói. Đại nhân, đừng giết ta, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Người này là một võ giả tam kiếp bình thường, lục ly giết hắn thoải mái như bóp chết một con kiến, cũng không sợ hắn có âm mưu quỷ kế gì. Thân mình hắn chợt lóe về sơn động, vứt người này sang một bên nói ta hỏi cái gì ngươi đáp cái đó đáp không tốt hừ yên tâm yên tâm nam tử nhỏ gầy cúi đầu không lưng cười ra mặt lục ly mặt ngoài chỉ là nhị kiếp cảnh nhưng tốc độ quá nhanh hơn nữa sát khí và uy lực áp chế trên người quá nồng đậm hắn biết rõ lục ly giết hắn rất đơn giản tự nhiên không dám săn bậy ngươi tên là gì có bản đồ của la sát hải không Lục Ly hỏi, người nọ gần như không do dự, lập tức lấy ra bản đồ, ném lên mặt đất, chỉ vào một điểm, nói. Đại nhân, ta tên là Hầu Tam, chúng ta đang ở đây. Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện bản đồ cũng rất tinh vi, phía trên có vô số đảo nhỏ. Có bốn đảo nhỏ lớn nhất, phụ cận còn có một đảo nhỏ phi thường lớn. Địa phương Hầu Tam chỉ là nơi gần đảo nhỏ. Lục Ly hỏi. Nói thử tình huống của La Sát Hải, có bao nhiêu thế lực lớn, có bao nhiêu cường giả, phải nói rõ. Được. Hầu Tam thật thông minh, không có một câu vô nghĩa nào. Hắn nói, La Sát Hải là nơi hỗn loạn nhất Tử Dương Đại Lục, bởi vì nơi này có rất nhiều bí cảnh, hư không toái địa, mê cảnh, di tích. Nơi này có rất nhiều lão ma tìm tu không thể lăn lộn bên ngoài nữa. Chỉ cần trốn vào nơi này, cho dù là gia tộc siêu cấp cũng không thể đuổi giết. Thế lực lớn nhất La Sát Hải hiện tại có bốn thế lực lần lượt chiếm bốn đảo nhỏ lớn nhất. Bốn thế lực lớn phân biệt là La Sát Cung, Địa Ngục Phủ, Thiên Đường Các, còn có Đại Gia tộc Mục Gia. Đại đảo nhỏ gần chúng ta do Địa Ngục Phủ chiếm lấy. Hầu Tam rõ ràng đã ở đây rất nhiều năm, quen thuộc tình huống nơi này như lòng bàn tay. Nói một lát, Lục Ly cơ bản đã biết chút về tình huống La Sát Hải. Bốn đại thế lực chiếm nơi tốt nhất. Nhưng còn có vài lão ma lẻ loi một mình, không thích hợp lập bè kết phái, chỉ chiếm một vài đảo nhỏ tìm tu. Cường giả La Sát Hải như mây, nhiều lão ma không thể tiếp tục lăn lộn bên ngoài đều tiến nơi này. Một vài lão bất tử muốn tìm kiếm đột phá cũng tiến vào nơi này. Nơi này thường xuyên xảy ra đại chiến, hỗn loạn không chịu nổi. Gần đây La Sát Hải thật loạn, hai thế lực nào đang khai chiến? Lục Ly tò mò hỏi, hẳn là thế lực siêu cấp khai chiến? nếu không không thể nào thanh thế lớn như vậy. La sát cung và địa ngục phủ. Hầu Tam giải thích. Thần nữ của địa ngục phủ băm thay thần tử của la sát cung. Cho nên người của la sát cung đại nộ, tấn công địa ngục phủ, đánh hơn nửa năm rồi, nhưng gần đây đang ngưng chiến. Lục Ly hỏi. Bên kia thắng rồi. Hầu Tam lắc đầu nói. Cũng chưa thắng, song phương đều có chết, la sát cung tổn thất nghiêm trọng hơn một chút hai bên đều đánh không nổi nữa. Bởi vì tiếp tục đánh tiếp, hai đại thế lực đều sẽ xong đời, sẽ bị thế lực còn lại thâu tóm. Thần nữ bọn họ vì sao giết thần tử của La Sát Cung? Lục Ly hơi nghi hoặc, tình huống bình thường, thần tử thần nữ đều không dám chém giết lung tung, đại biểu đạp lên tôn nghiêm đối phương. Giống như hắn ở nhị trọng thiên giết thần tử của phó gia, phó gia lập tức nổi điên. Hắc hắc. Hầu Tam cười hắc hắc nói. Nghe nói là thần tử của La Sát cung muốn cưỡng hiếp thần nữ của địa ngục phủ, kết quả thần nữ kia có bí bảo hộ thể, đang làm thì tỉnh lại. Thần nữ của địa ngục phủ rất nổi danh, gọi là Tô Nguyệt Cầm, không chỉ nổi danh ở La Sát Hải, ở cả tử dương đại lục cũng rất nổi danh, là bạn nữ trong lòng vô số công tử mơ ước thiết tha. Cũng không phải nữ tử này bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa thế nào. Linh dược ở khắp nơi tam trọng thiên, rất nhiều nữ tử từ nhỏ đã dùng linh dược, bề ngoài cũng sẽ không kém. Mỹ nữ đỉnh cấp cũng có rất nhiều, có thể gặp được khắp nơi, thân phận thần nữ của một thế lực la sát hải cũng không tính là cao. Tô Nguyệt cầm nổi danh như vậy là bởi vì nàng có một loại thần thể phi thường hiếm thấy, tinh nguyệt thần thể. Nghe nói loại thần thể này mười vạn năm khó gặp một lần. Trong cơ thể nàng tự mang đạo vận thiên địa, hoàn hảo với nàng có thể hiểu được chí lý thiên địa, khả năng hiểu được chân ý cường đại cũng tăng cao. Đương nhiên tinh nguyệt thần thể chỉ là một loại truyền thuyết, chân thật hay không, ai cũng không biết. Lời đồn này lưu truyền rất nhiều năm ở Tam Trọng Thiên, Tô Nguyệt cầm được chứng thật là tinh nguyệt thần thể, giá trị con người lập tức tăng cao, người theo đuổi nối liền không dứt. Thậm chí còn có hậu nhân đại đế tiến đến cầu hôn. Đáng tiếc Tô Nguyệt cầm một lòng vấn đạo, muốn địa ngục phủ phát dương quan đại, bất luận ai theo đuổi cũng không để trong lòng. Trước đó không lâu, La Sát Hải có một lần tụ hội, thế hệ người trẻ tuổi la sát hải tụ tập một chỗ tô nguyệt cầm tự nhiên trở thành trung tâm mọi người chú ý thiên chi kiêu nữ sau khi tụ hội thần tử của la sát hải một mình định ngày hẹn tô nguyệt cầm không ngờ rằng lại hạ dược tô nguyệt cầm cưỡng bức tô nguyệt cầm kết quả bị tô nguyệt cầm băm vằm đương nhiên những việc này đều là lời đồn hầu tam nghe thấy chân tướng cụ thể thế nào cũng không biết dù sao la sát hải và địa ngục phủ đánh nhau đánh đã hơn nửa năm đã chết không biết bao nhiêu người, rất nhiều tiểu thế lực gần đó bị liên lụy, có tiểu thế lực trực tiếp bị diệt. Hiện tại hai bên gần như ngừng chiến, bởi vì ai cũng diệt không được, cường giả hai bên bị giết quá nhiều, tiếp tục đánh tiếp chỉ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó giúp các thế lực khác ngư ông đắc lợi, hai đại thế lực đều sẽ diệt vong. Từng gia nhập địa ngục phủ là lựa chọn không tồi. Lục Ly sau khi nghe lời giải thích của Hầu Tam trong lòng lập kế hoạch. Địa Ngục phủ rất cường đại, ở đó không cần sợ bị người đuổi giết. Địa Ngục phủ đã chết nhiều người như vậy, đang cần phải thay máu. Ở nơi đó cũng dễ dàng tìm hiểu tin tức. Dù sao hắn cũng sẽ không làm chuyện nổi bật, tùy tiện tìm tu một thời gian, chờ thời cơ thích hợp đi là được rồi. Cứ quyết định như vậy. Lục Ly làm việc dứt khoát, hắn vất tay nói: "Mang ta đi Địa Ngục phủ, ta muốn gia nhập Địa Ngục phủ." Đại nhân muốn gia nhập Địa Ngục phủ? Hầu Tam ngẩn ra, sau đó nhăn mày nói: "Đại nhân, nơi này cách Địa Ngục phủ còn một khoảng. Tuy đại chiến sắp ngừng rồi, nhưng gần đây vẫn thật loạn. Nếu chúng ta đi Địa Ngục phủ, trên đường thật dễ dàng bị giết. Ta cảm thấy vẫn nên ngây người ở gần đây một thời gian là tốt nhất, người của La Sát cung cũng mặc kệ ngươi là ai, gặp người là giết." "Như vậy sao?" Lục Ly trầm tư một lát, hỏi: "Nửa tháng thì sao?" Ngươi cảm giác nửa tháng đã được chưa? Hẳn là được rồi. Hầu Tam gật đầu. Người của La Sát Cung đang rút quân, trong nửa tháng hẳn có thể rút lui. Được. Lục Ly cũng không phải người lỗ mãn, thời gian nửa tháng hẳn là vẫn chờ nổi. Hắn nhìn lướt qua Hầu Tam, nói. Ngươi tu luyện ở nơi này, không được lộn xộn, nếu không giết ngay. Mang ta đi địa ngục phủ, ta sẽ thả ngươi. Không đâu, sẽ không đâu. Hầu Tam liên tục xua tay nói. Đại nhân, kỳ thật ta cũng muốn gia nhập địa ngục phủ. Thế lực của ta đã bị giết. Trước kia nhân vật như ta, địa ngục phủ sẽ thật chướng mắt. Hiện tại bọn họ đang thiếu người, ta muốn đi lăn lộn thử. Nếu có thể gặp mặt tô thần nữ một lần, vậy chết cũng đáng. Nhìn thấy bộ dáng khát khao của Hầu Tam, lục ly biểu môi. Bộ dáng không tiền đồ của Hầu Tam khiến hắn cạn lời. Không phải là một thần nữ thôi sao? đừng nói tinh nguyệt thần thể chỉ là truyền thuyết, cho dù là thật thì sao. Lục Ly hiện tại không có hứng thú gì với nữ nhân, thầm nghĩ đi một vòng tìm Lục Linh, làm xong chuyện đại ma vương bàn giao. Lục Ly ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện, hầu tam không dám lộn xộn, ngồi xếp bằng ở nơi khác. Hai người tường an vô sự, lặng lặng chờ đợi. Bên ngoài không ngừng có chiến thuyền bay qua, người của La Sát cung đích xác bắt đầu rút lui, nếu không sẽ không có nhiều chiến thuyền như vậy bay qua. Nơi ở của bọn họ thật an toàn, mặc dù có vô số chiến thuyền bay qua, nhưng không ai để ý đảo nhỏ đều là người chết này. Mười ngày rất nhanh trôi qua, chiến thuyền ít đi rất nhiều, hẳn là hai đội đều đã rút lui. Còn có tiểu đội còn đuổi phía sau. Địa ngục phủ cũng không có nhiều chiến thuyền truy kích đến, xem ra địa ngục phủ cũng không muốn đánh nhau, nếu không khẳng định sẽ đuổi giết. Mặc dù lục ly đang tu luyện nhưng vẫn thúc giục đại đạo chi ngân cảm ứng hắn hiểu được bề ngoài của đại đạo chi ngân cảm giác lực tăng lên mấy lần giờ đây hắn cũng không cần dùng thần niệm tìm hiểu có thể dễ dàng cảm giác tình huống trong phạm vi ngàn dặm hơn nữa cảm giác phi thường rõ ràng từng cọng cỏ từng con mũi bay múa trong phạm vi trăm dặm hắn đều có thể cảm giác hắn biết đã nhặt được bảo vật đại đạo chi ngân này tuyệt đối là vật siêu cấp nghịch thiên chỉ cần hắn liên tục tìm hiểu chờ tìm hiểu đại đạo chi ngân đến mức độ nhất định chiến lực của hắn khẳng định phi thường nghịch thiên không nói gì nữa lực cảm giác hiện giờ dị thường biến thái nếu có địch nhân động thủ với hắn vừa động thủ hắn đều sẽ biết đánh không lại ít nhất có thể đào tẩu bằng thần hành thuyền nửa tháng sau lục ly mở mắt đúng giờ hai ba ngày này đã không còn chiến thuyền bay qua võ giả đi ngang qua cũng phi thường hiếm thấy là thời điểm rời khỏi thời gian trôi qua lâu như vậy nếu đám người ưng kỳ đào tẩu thương thế hẳn sẽ được chữa trị nơi này bên cạnh la sát hải hắn cảm giác phi thường an toàn chỉ có tiếng nhập vào địa ngục phủ hồng thiên huyết ưng tộc mới không dám đi gây sự dù sao địa ngục phủ cũng là một thế lực lớn đi thôi lục ly một tay mang theo hầu tam bay về phía đông bắc hắn không phóng thích long dực cứ như vậy phi hành sát mặt nước hắn thúc giục đại đạo chi ngân đồng thời cũng phóng ra thần niệm như vậy tra xét sẽ càng rõ ràng hơn tốc độ của hắn rất nhanh thân hình phiêu giật còn không ngừng thay đổi phương hướng phi hành hầu tam bị hắn mang đi nhưng không có dị động gì hắn chỉ cảm thấy kỳ quái lục ly sao lại bay vòng vo nhiều vòng như vậy rất nhanh hắn đã hiểu được lục ly phi hành nửa canh giờ lại không gặp người nào thần niệm của hầu tam nhìn quét xung quanh lại cảm giác mọi người như biến mất khỏi thế gian hầu tam rất quen thuộc nơi gần đây hắn biết rất nhiều nơi có thể ẩn núp người bởi vì hai đại thế lực đại chiến rất nhiều tiểu thế lực gặp tai ương, rất nhiều tiểu võ giả lưu lạc các nơi, tựa như hắn. Có quá nhiều tiểu võ giả này, là sát cung không thể giết hết, địa ngục phủ càng không thể. Cho nên theo suy đoán, lục ly đi qua đi lại, hẳn là né những người này. Nửa canh giờ vẫn chưa gặp ai, nói rõ cái gì. Nói rõ năng lực tra xét của lục ly thật nghịch thiên, một nhị kiếp thiên thần không chỉ có tốc độ biến thái, lại còn có năng lực tra xét đáng sợ như vậy. Quan trọng nhất là khí tràng của Lục Ly, khiến Hầu Tam cảm giác đối mặt không phải nhị kiếp thiên thần, mà là một cường giả tứ kiếp. Thời gian kế tiếp, Hầu Tam kiến thức cái gì là biến thái chân chính, phi hành hết một ngày, Hầu Tam lại không gặp bất kỳ ai. Không tồi, không tồi. Hầu Tam yên tâm, đi theo Lục Ly có thể bình an đến Địa Ngục phủ. Nếu có thể gia nhập Địa Ngục phủ, vậy xem như có chỗ an ổn. Trên bản đồ Lục Ly cách địa ngục đảo chỉ còn một khoảng cách rất ngắn, nhưng Lục Ly bay hai ngày hai đêm vẫn chưa đến. Dọc đường đi, hắn phát hiện rất nhiều võ giả, nhưng đều tránh được. Cho dù là một võ giả cấp thấp, hắn cũng có thể bay vòng qua. Hắn không muốn xuất hiện ngoài ý muốn gì. Trước khi thực lực chưa tuyệt đối, phải ẩn mình làm người. La là Sát Hải thật hỗn loạn. Nơi này cường giả nhiều như mây, ngư quỷ xà thần đều có. Có lẽ một tiểu võ giả nhìn có vẻ yếu ớt lại là một lão ma tuyệt thế. Như hắn, cảnh giới chỉ nhị kiếp, chiến lực tổng hợp lại cũng đã là tam kiếp đỉnh phong. Khi vận dụng thần thiết, võ giả tứ kiếp bình thường cũng có thể chém giết. Nhất trọng thiên nghe nói có mấy vạn giới diện, nhị trọng thiên cũng có mấy ngàn giới diện, cộng thêm tứ trọng thiên đã sụp đổ. Cường giả cả đại thế giới đều tụ tập ở tam trọng thiên. Nơi này vạn tộc sang sát nhau, cường giả như sơn như hải. Nổi bật ở nơi như vậy, chết cục cuối cùng chỉ có thể chết chắc còn khoảng một ngày có thể đến địa ngục đảo rồi thời gian nửa đêm lục ly đến một tiểu đảo hắn quyết định nghỉ ngơi một chút hắn thúc giục đại đạo chi ngân phối hợp thần niệm tra xét như vậy lực tinh thần hao tổn phi thường lớn dị thường vất vả là sát hải rất nguy hiểm hẳn phải bảo trì đủ thanh tĩnh hắn cần nghỉ ngơi đại nhân người nghỉ ngơi đi ta cảnh giác cho người Hầu Tam hai ba ngày này xem như mở rộng tầm mắt, phi hành lâu như vậy ngoài nhìn thấy chiến thuyền xa xa, trên đường không gặp ai cả. Là vận khí bọn họ quá tốt, hay là Lục Ly có được thần thông siêu mạnh. Cho dù thế nào, Hầu Tam đã xem Lục Ly như thần nhân. Hắn vốn muốn đi Địa Ngục phủ, đúng lúc Lục Ly cũng đi. Thực lực hắn không đủ, có lẽ đi theo Lục Ly có thể được Địa Ngục phủ đãi ngộ đặc biệt. Ý tưởng ôm đùi như vậy Hầu Tam biểu hiện đặc biệt cung kính với Lục Ly. Ừm. Lục Ly ngồi xếp bằng nghỉ ngơi dưới cây đại thụ, hoặc nhìn đang nhập định, kỳ thật đang thúc giục đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống bốn phía. Nếu Hầu Tam có động thái khác thường, hắn sẽ không lưu tình như trước. Hầu Tam không có dị động gì, ngoan ngoãn gác đêm, cũng phi thường đề phòng, liên tục dùng thần niệm tra xét bốn phía, phòng ngừa có người đến gần đánh lén. Cảm ứng mấy canh giờ, khi trời đã thật sáng, Lục Ly rốt cục thả lỏng đề phòng với Hầu Tam. Người này không có ý gây rối hắn. Hiện tại hắn thúc giục đại đạo chi ngân, phá lệ mẫn cảm, nếu Hầu Tam lộ ra nửa điểm sát ý với hắn, hắn lập tức có thể cảm nhận được. Hơn nửa đêm, Hầu Tam nhìn hắn vài lần, nhưng trong con ngươi đều là sùng bái và tôn kính, không có chút sát ý, Lục Ly thật yên tâm, ngừng ra xét, quyết định thừa dịp trời còn chưa hoàn toàn sáng, nghỉ ngơi một hai canh giờ. Hắn vừa nghỉ ngơi một canh giờ, đến khi không trung hơi sáng lên phía xa vang lên vài tiếng phá không sau đó bốn võ giả bay tới như lợi kiếm đại nhân có tình huống hầu tam lập tức cảnh giác thân mình thối lui đến phía sau lục ly lục ly mở mắt hắn không hành động gì mà đứng lên thu lại khí tức trên người bốn người đến đây đều là võ giả tam kiếp một người là tam kiếp đỉnh phong khí tức ba người còn lại cũng không tệ nếu không cần khai chiến lục ly thật sự không muốn chiến đấu cho nên hắn thu lại khí tức, giảm bớt địch ý, hy vọng bốn người sẽ không để ý bọn họ. Hắn suy nghĩ nhiều rồi. Đám người la sát hải ăn mềm sợ cứng, nơi này ngoài bạn bè thì là địch nhân, gặp người đều khai chiến, cướp bóc. Đánh không lại mới chạy, ý mạnh hiếp yếu được thể hiện hoàng mỹ ở nơi này. Bốn người ngừng lại trên không đảo nhỏ, bốn người liếc nhau, trên mặt lạnh lùng, bốn người bay xuống, một người quát lạnh, giao ra không gian giới chỉ và bảo vật, nếu không, hắc hắc. Sắc mặt lục ly lạnh lẽo, xem ra không thể tránh khỏi trận chiến này. Hắn truyền âm nói với Hầu Tam. Ngươi chạy sang trái đi, mấy người này một mình ta có khả năng xử lý, chạy đi. Hầu Tam đã hoàn toàn tin phục lục ly, thân mình lập tức bay lên trời, lục ly cũng bay lên trời, đào tẩu sang bên phải. Còn muốn trốn, hừ. Bốn người lộ vẻ kinh thường, bốn người tách ra hai đội, Mỗi bên hai người đuổi giết một người. Bởi vì Hầu Tam là cường giả tam kiếp, Lục Ly thoạt nhìn chỉ là nhị kiếp, tất cả tam kiếp đỉnh phong đuổi theo Hầu Tam, phía Lục Ly chỉ là hai võ giả tam kiếp yếu ớt đuổi giết. Ha ha. Lục Ly muốn chính là kết quả này. Nội tâm hắn lạnh lùng cười, thân mình xoay ngược lại, giả bộ liều mạng với hai người, phóng đến hai người. Hắn khống chế tốc độ, hai nắm đấm nắm chặt, đấm lên hai người. Ha ha ha. Hai người thấy bộ dáng của Lục Ly thì cười ha hả, bọn họ cảm giác một con dê đang tấn công với hai con mảnh hổ. Hai người lấy ra binh khí, liếc nhìn nhau, phân biệt tập trung vào hai tay Lục Ly. Hai người chuẩn bị chặt tay Lục Ly, rồi chậm rãi chơi đùa cùng Lục Ly. Hai người một người cầm chiến đao, một người cầm trường kiếm, lần lượt đánh xuống cánh tay Lục Ly. Lục Ly không tránh không né, tiếp tục khống chế nắm đấm, đấm lên người hai người. Ken ken binh khí của hai người chém lên tay lục ly phát ra tiếng len ken kim thiết va chạm nhau binh khí hai người bay ngược lại khi thần tình hai người ngạc nhiên nắm đấm lục ly đột nhiên gia tốc đấm mạnh lên hai người ầm hai người bị đấm bay như đạn pháo một người bị đập nát đầu người khác bị đập lũng ngực chiến giáp cũng không thể bảo vệ a à. hai người một người chết thảm một người bị thương nặng phát ra tiếng hét thảm hai người bên kia đang đuổi giết hầu tam nghe tiếng hét thảm của hai người kia đồng thời ngừng lại thần tình kinh nghi quay đầu lại nhìn ách không chỉ hai người vẻ mặt của hầu tam cũng thật khiếp sợ hắn vừa rồi còn đang chửi má nó lục ly không phải nói hắn sẽ đối phó với bốn người sao vì sao hai tên mạnh nhất đến đuổi giết hắn giờ đây mới phát hiện đây là chiến thuật của lục ly khiến hắn khiếp sợ là chiến lực của lục ly Vốn hắn nghĩ Lục Ly chỉ có chiến lực của Tam Kiếp Trung hậu kỳ, lại không nghĩ rằng một Tam Kiếp Trung kỳ, một Tam Kiếp hậu kỳ lại bị một chiêu của Lục Ly giết ngay lập tức. Thâm sâu không lường được. Liên tưởng đến tốc độ và lực cảm giác khủng bố của Lục Ly, ánh mắt Hầu Tam nhìn Lục Ly càng thêm sùng ái, cường giả luôn có thể khiến người ta sinh ra ý sùng bái, nhất là khắp người Lục Ly đều tràn ngập vẻ thần bí. Ngươi là ai? Võ giả Tam Kiếp đỉnh phong vạm vỡ cũng cảm thấy khó hiểu, cũng không động thủ mà ngưng thanh hỏi. Mặt ngoài lục ly chỉ có cảnh giới nhị kiếp, khí tức sinh mệnh lại trẻ tuổi như thế, lại một chiêu giết ngay hai đồng bạn của hắn, điều này khiến hắn phi thường kiên kỵ. Hắn sợ lục ly có lai lịch từ đại gia tộc, mạo muội động thủ dễ xảy ra chuyện lớn. Ngươi quản ta là ai làm gì? Lục ly lười biến nói, hắn vươn ra một bàn tay, móc ngón giữa, nói. Các ngươi không phải muốn cướp sao? Đến, đến đây đi, chỗ ta có rất nhiều bảo vật, có thể cướp hay không phải xem năng lực của các ngươi lục ly làm thế ngược lại khiến tam kiếp đỉnh phong càng thêm kiên kỵ hắn liếc nhìn người khác mở miệng nếu các hạ không báo danh hào ta chỉ có thể mạo phạm huynh đệ của ta không thể chết vô ích như vậy ngươi tính là cái gì lục ly thấy người này hơi sợ hãi trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạo nghễ lạnh giọng nói ở la sát hải còn có người dám cướp đồ của bổn tọa các ngươi muốn chết như vậy, bổn tọa sẽ thành toàn các ngươi. Bên ngoài lục ly xuất hiện chen chút hư không trùng, che thiên cái địa, trong tay hắn xuất thanh chiến đao, sát khí cuồn cuộn tràn ngập khắp người, chủ động phóng đến chỗ tam kiếp đỉnh phong. Đi thôi. Tam kiếp đỉnh phong sợ hãi, mỗi người ở la sát hải đều là ăn mềm sợ cứng. Khí tràn của lục ly quá mạnh mẽ, hắn nghĩ lục ly đến đây. Cho nên thân mình chợt lóe lên, mang theo vỏ giả bị thương nặng, bỏ chạy ra xa. Một người khác cũng sợ hãi chạy theo, lưu lại một thi thể không đầu. Vậy cũng được. Hầu Tam trừng mắt, Lục Ly giết một người, đã thương nặng một người, lại chỉ nói vài câu đã dọa chạy một tam kiếp đỉnh phong. Trận chiến này khiến Lục Ly kiến thức được bản tính của người La Sát Hải, ăn mềm sợ cứng. Ở đây, ai cũng không dám nổi bật, không dám tùy ý tự chiến. Bởi vì nơi này có quá nhiều cường giả, không cẩn thận sẽ mất mạng lục ly cũng không dám ngay người lâu ở đây bay xuống thu lấy không gian giới của thi thể sau đó mang theo hầu tam tiếp tục bay đi địa ngục đảo lần này hắn chuẩn bị một hơi bay đi địa ngục đảo chỉ cần gia nhập địa ngục đảo có thể tạm thời an toàn hắn giống lúc trước thúc giục đại đạo chi ngân tra xét một khí có động tỉnh nhỏ nào hắn sẽ đi đường vòng như vậy tuy tốn một ít thời gian nhưng sẽ tuyệt đối an toàn một đường đi thật bình yên hầu tam phát hiện vẫn không gặp người nào năng lực tra xét của lục ly phi thường nghịch thiên hắn nhìn lục ly vài lần cắn chặt răng nói đại nhân về sau ta muốn lăn lộn cùng người về sau người chính là đại ca của ta người nói một ta không dám nói hai chỉ mong đại ca thu lưu ta lục ly liếc mắt nhìn hầu tam cảm thấy cạn lời hầu tam cũng thật có mắt nhìn còn muốn ôm đùi lăn lộn với hắn ít nhất đi địa ngục phủ sẽ không bị người khác ức hiếp quá thảm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha